4, 7, lên trên đây, 70. Đấy, kinh một phát bay hết nhỉ? Mấy cái vỡ này đánh vào. Không, ở cái này là không phải. Để anh lên trên đá, người ta chạy. Cái này nó sức này. Ôi phải trông ngồi nó vỡ máy thì mệt lắm. Chơi trên đá, nhìn con này vỡ. Quay đâu. Con này không. Kình một pha nó tung được hai máy. Điểm 3, 8, 13 cho trên đá. Mà chính từ bây giờ nó mới rộ rồi. Bây giờ nó mới rộ. Điểm 9 cho trên đá, 9, 13. Tôi đi phát ra đằng này nó mát rồi. Mười một. Người bóng phát ra này không vỡ máy lần này vỡ máy. 12 trên dây đây, 12 trên 14. Dư giá chưa có ý. Lần thứ hai. Lần một này, một. Đẩy hắn ra, có trong quán, đẩy hắn ra. Chỉ đập chéo, chỉ đập chéo là sẵn sàng.
Hết thời gian rồi ý. Điểm 15 cho Chiêu Đá, 15-12. Bóng chung vào lưới, điểm 13 cho Dân Đài, 13-15. Điểm 16 trong giây đá, 16-13. Điểm 14 trong giây đá, 14-16. Mười lăm, mười sáu. Điểm 16 đây, 16 đây. Điểm 17 cho Duyên Đá, 17-16. Điểm 17 đây. Điểm 18 cho Dương Đây, 18-17. Thất đá chú thầy ý. Thầy ý là thứ hai. Hai đội Sơn Tình với Trần Quang, chúng ta phải đạt để chuẩn bị thi đấu. Đây, 19-17. Điểm 20 cho Dương Tây, 20-17.
Nguyên Anh thắng 2 mét. Giải giải Nguyên Anh đạt giải 3. Hai đội Trần Quang.